Thưa quý vị, thiếu hóa chất, vật tư y tế đang là thực trạng diễn ra tại nhiều cơ sở y tế do vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu thầu, mua sắm thời gian vừa qua. Thậm chí là có những gói thầu thực hiện nhiều lần vẫn trượt. Điều này đã ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh và điều trị. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn tại tỉnh Lai Châu. Khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, một số dịch vụ xét nghiệm hiện đang phải tạm dừng như đường máu, men gan do hết hạn chất sử dụng. Thậm chí các test tiểu đường cũng đang hết do chưa thực hiện được các gói thầu. Mỗi tháng, bệnh viện này đang quản lý và điều trị cho 2.000 bệnh nhân mắc tiểu đường. Bệnh nhân lại phải sử dụng cái test test tiểu đường thay cho cái việc mà làm xét nghiệm tiểu đường, vì thế cũng ảnh hưởng đến cái công tác mà chuẩn đoán điều trị của bệnh nhân. Và có những cái thời điểm hiện tại như test tiểu đường của chúng tôi cũng không trúng thầu, bởi vì là cái vật tư tiêu hao hiện tại cũng hết thầu. Chính vì thế mà những cái test tiểu đường đó bệnh nhân phải tự túc. Năm khoa thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh viện hiện đang trong tình trạng thiếu nhiều thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Bệnh viện đang phải tiến hành mua sắm chỉ định thầu rút gọn với các gói thầu trị giá dưới 100 triệu. Tuy nhiên, những gói thầu này chỉ ưu tiên cho những hoạt động cấp cứu. Nhiều bệnh nhân nặng, thậm chí phải điều trị theo kinh nghiệm do không đủ hóa chất xét nghiệm. Thì trong cái thời gian chờ đợi đó thì các khoa đã phải cân nhắc rất là kỹ mua cái loại hóa chất nào để đáp ứng được. Còn nếu mà trong vòng một tuần những cái loại hóa chất tiếp theo hết thì chúng tôi đã phải căn kê từng tí một để đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu hiện tại bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Nhiều vật tư y tế tiêu hao hết, buộc các bác sĩ phải tư vấn cho bệnh nhân tự mua sắm từ bên ngoài. Hiện tại bây giờ là toàn bộ bơm, là có bơm 5, bơm 10, bơm 1, bơm 3, đấy là đã tự túc từ lâu rồi. Dây chuyền kim luồng cũng đã tự túc. Hiện tại đến bây giờ là sẽ chuyển sang các loại gạc là cũng đã gần hết. Giờ chỉ hiện tại là chỉ còn có mỗi gạc cầu đa khoa và gạc ổ bụng. Không có hóa chất thì chúng tôi cũng vẫn phải tư vấn cho bệnh nhân để có thể là lúc đấy chúng ta sẽ khám bằng lâm sàng, khám bằng cái kinh nghiệm chuyên môn. Sau đấy thì ngày thứ hai, ngày thứ ba thì chúng tôi sẽ cho làm xét nghiệm và cho thêm các cái chụp chiếu hoặc là các cái hình ảnh cận lâm sàng khác để hỗ trợ cho việc chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân. Sở Y tế tỉnh Lai Châu đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các gói thầu liên quan đến hóa chất, vật tư y tế. Trước đó có những gói thầu được thực hiện theo thông tư 14 đã trượt thầu đến 3 lần. Thì cái vấn đề đó thì Sở Y tế cũng sẽ đã tham mưu cho ban tỉnh để đảm bảo được cái gói thầu đến giai đoạn hiện nay thì đã tổ chức thực hiện giai đoạn phê duyệt kế hoạch bình chọn nhà thầu đối với gói thầu đồ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đối với hóa chất. Và trong quá trình tổ chức thực hiện hóa chất đó thì cũng thực hiện theo cái nghị quyết 30 thì xác định giá và tiêu chí kỹ thuật thực hiện theo đúng thần đó thì đã tháo gỡ được cái nội dung này. Nghị định 07 và nghị quyết 30 vừa ban hành đã cơ bản tháo gỡ khó khăn vướng mắc mà các cơ sở y tế này đang gặp phải, dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế. Bộ Y tế cũng vừa ban hành thông tư 08, trong đó bãi bỏ thông tư 14 quy định trong đấu thầu trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, ngành y tế tỉnh Lai Châu vẫn còn băn khoăn trong quá trình đấu thầu giai đoạn tới sẽ áp dụng theo hình thức nào để đảm bảo nhu cầu, tiêu chí kỹ thuật, vì đây đều là những hàng hóa đặc biệt.